Xin chào tất cả bác, đây là thành phẩm một bộ chậu lục 85 mà khi mà đã sơn giả đá dạng hạt và giả đồng giữa đây thì rất nhiều bác đã hỏi là sơn giả đá dạng hạt này thì sơn như nào và sử dụng những dụng cụ gì. Đấy nhá, nếu để ý nhá, sau lớp nền màu xanh thì nó sẽ có một lớp hạt màu trắng và một lớp hạt màu đen. Vậy để sơn lớp hạt màu trắng và màu đen này thì chúng ta cần chuẩn bị đầu tiên là một cái súng sơn, có bình hơi nhá, vấn đề súng sơn này. Để cho đảm bảo hạt của chúng ta không bị tắc thì chúng ta sử dụng cái lớp một lớp vải mà ta để lên trên. Đó. Sau đó là rót sơn vào. Đây là sơn trắng nhá, sơn trắng này. Sơn ít cho nên để vào chai này, mỗi lần chúng ta dùng nếu không hết ta lại nắp lại, nó sẽ không bị hỏng. Đó, phần sơn trắng này cũng pha loãng ra một chút. Để nắp lại. Và phần quan trọng nhất là phần chỉnh nhá. Phần chỉnh này, nếu như mà ban đầu ta cho súng vào thì sơn nó sẽ ở dạng sương mù. Đấy, nó sẽ dạng như này, không phải dạng hạt. Bí quyết đây là ta sẽ chỉnh. Đầu tiên là van gió, ta vặn. Vặn theo chiều kim đồng hồ này. Nhưng mà nhìn thẳng là vặn theo chiều kim đồng hồ, vặn. Vặn hết nhá, vặn kịch ra. Ta, sau đó ta nhích nhẹ ra một chút. Vặn kịch là sau ta nhích nhẹ một chút. Phần trên phần chỉnh sơn này ta cũng vặn khóa kịch vào. Sau ta nhích nhẹ ra một chút. Rồi, bây giờ ta sẽ kiểm tra này. Kiểm tra. Nếu như này là nó vẫn còn hơi ít gió, do hạt nó ra là hơi ít. Cho ta tăng gió lên một chút. Tăng gió lên một chút. Chỉnh phần hơi ra. Rồi, ok. Rồi bây giờ là nó đã ra dạng hạt nhá. Bây giờ sẽ lên sơn cái chậu. Đây là chiếc chậu sau khi đã được sơn một lớp sơn nền màu xanh. Đây màu xanh là mã 218 nhá. Hiện tại là cơ sở đã cung cấp cái mã cái màu sơn này. Đây chúng ta sẽ sơn hạt trắng lên. Đó. Rất là nhanh. Cái phần ở giữa này chúng ta không cần phải sơn vào nhé. Một lát nữa ta sẽ sơn giả đồng ở phần giữa đây. Rồi ok. Như vậy là video ngắn hôm nay lấy mục đích là hướng dẫn chia sẻ tới tất cả các bác nào nếu mà chưa sử dụng qua cái súng phun sơn này để sơn ở đá thì ngày hôm nay chúng ta có thể sử dụng cái súng phun sơn như này và các bước chỉnh gió cũng như là chỉnh hơi chúng ta sẽ có được cái sơn giả đá dạng hạt rất là nhanh. Và thời gian tới thì sẽ có rất nhiều những video mà chia sẻ về cái quy trình sơn cũng như là một số cái mẹo làm chậu. Nếu bác nào mà có vấn đề gì còn thắc mắc có thể để lại bình luận dưới kênh YouTube này, hoặc là có những mẹo nó hay các bác cũng có thể để lại ý kiến bình luận của mình ở dưới kênh YouTube này. Thì rất nhiều bác cũng rất đang mong muốn có nhiều cái kinh nghiệm để chúng ta cùng nhau phát triển ngành làm chậu. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.